Giá vàng hôm nay ngày 29 tháng 2 năm 2024 trên thế giới giảm và chờ một cú bứt phá. Giá vàng miếng SJC tiến gần đỉnh cao kỷ lục, vàng nhẫn liên tục lập đỉnh cao mới. Giá vàng trong nước kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 2, giá vàng 4 số 9 trong nước được SJC và tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau. SJC Hà Nội mua vào 77 triệu 300 000 đồng một lượng, Bán ra 79.320.000 đồng một lượng. Doji Hà Nội mua vào 77.250.000 đồng một lượng, bán ra 79.250.000 đồng một lượng. SHC Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 77.300.000 đồng một lượng, bán ra 79.300.000 đồng một lượng. Doji Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 77.250.000 đồng một lượng, bán ra 79.250.000 đồng một lượng. Giá vàng quốc tế tới 20 giờ ngày 28 tháng 2 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới đứng quanh ngưỡng 2028 đô la Mỹ trên một ao và giao tháng 4 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2039 đô la Mỹ trên một ao. Giá vàng thế giới đêm ngày 28 tháng 2 thấp hơn khoảng 1,7%, tức 35 đô la Mỹ trên một ao so với cuối năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng có giá 61,2 triệu đồng một lượng đã bao gồm thuế phí và thấp hơn khoảng 18,1 triệu đồng một lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên ngày 28 tháng 2. Ở trong nước sau khi điều chỉnh về mức 78,9 triệu đồng một lượng giá bán ra vào trưa ngày 28 tháng 2, giá vàng miếng SJC tăng vọt trở lại và lên mức 79.300.000 triệu đồng một lượng vào cuối giờ chiều cùng ngày chỉ còn thấp hơn 1 triệu đồng. So với đỉnh cao 80,3 triệu đồng một lượng ghi nhận vào hôm 26 tháng 12, giá vàng nhẫn đang ở mức cao kỷ lục khoảng 66 triệu đồng một lượng. Giới đầu tư trong nước có dấu hiệu đổ tiền vào mua vàng, đặc biệt vàng nhẫn khi loại vàng này cao hơn thế giới không nhiều như vàng miếng SJC. Dòng tiền đổ vào vàng trong bối cảnh lãi suất tiền gửi được duy trì ở mức rất thấp dưới 5%. nỗi lo ngân hàng nhà nước điều chỉnh chính sách quản lý thị trường vàng không áp đảo được nhu cầu mua vàng trong lúc này. Giá vàng thế giới vẫn treo ở mức cao, quanh ngưỡng 2030 đô la Mỹ trung ao, dù đồng đô la Mỹ vẫn duy trì ở mức khá cao. Chỉ số DXY đo lường biến động của đồng đô la Mỹ so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng lên trên ngưỡng 104 điểm. Dự báo giá vàng đồng bạc xanh ở mức cao do giới đầu tư nhận thấy sự trì hoãn của cục dự trữ liên bang Mỹ Fed trong việc đảo chiều chính sách tiền tệ nên kinh tế Mỹ vẫn phát ra những tín hiệu khá tích cực, trong khi lạm phát còn cao, do vậy nhiều khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất điều hành ở mức cao thêm một khoảng thời gian nữa. Đây là lý do khiến giá vàng đang chịu nhiều sức ép trong ngắn hạn. Vàng thế giới cũng bị bán ra khi nhiều thành viên Fed sẽ có những phát biểu quan trọng về lãi suất trong tuần này, hứa hẹn mang đến những tín hiệu về chính sách điều hành tiền tệ, mặc dù chịu nhiều sức ép giá vàng thế giới vẫn trụ vững quanh ngưỡng 2020 đến 2030 đô la Mỹ trên một ao nhờ lực mua từ các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Trong vài năm gần đây, ngân hàng trung ương nhiều nước trong đó có Trung Quốc đẩy mạnh mua vàng trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp khó khăn và bất ổn địa chính trị đe dọa tăng trưởng toàn cầu. Vàng còn được hỗ trợ nhờ triển vọng sáng về trung và dài hạn khi phép đảo chiều hạ lãi suất. Ông Philip Schreiber, chuyên gia phân tích của Blue Life Filter cho rằng, Giá vàng được dự báo sẽ tăng kỷ lục trong quý 4 năm nay nếu như việc phép cắt giảm lãi suất thành hiện thực.